Tối 28 tháng 7 năm 2013, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cùng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng của anh Trần Văn Sang ở số 151 đường Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5 để kiểm tra. Quản lý nhà hàng là ông Trần Văn Tâm. Khi kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện 5 phòng có khách, 3 phòng hát karaoke không phép. Nhà hàng có 24 tiếp viên nữ, trong đó có 12 tiếp viên không có hợp đồng lao động, không giấy khám sức khỏe. Đặc biệt, phòng số 3 lầu 2 có 3 khách Việt Kiều ngồi nhậu với 5 nữ tiếp viên. Trong đó có 3 nữ tiếp viên đứng trên bàn múa biểu diễn sexy cho khách xem. Trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 2013, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra nhà hàng này và ra biên bản phạt 82 triệu đồng với 8 lỗi vi phạm, trong đó có lỗi kinh doanh karaoke không phép. Đến nay, chủ nhà hàng này vẫn chưa đóng phạt.